trực tiếp à? Vâng. Xin chào mọi người nhá, Dung đây. Dung vlog xin chào mọi người. Sao đấy, nhìn nó đỏ vậy? Nó đỏ vì máy em nó đỏ. Em chưa có người yêu mọi người ơi. Đúng rồi. Ơi đất ơi. Đúng rồi con gì? Hôm qua cái bài này, hôm qua cái bài này. Em đang dạy ế đây này. Số 5 của đội tuyển quốc gia là ai nhỉ? Là ai nhở? Là Trần Thị Hiên đấy. Chết rồi, con em mình cái mặt sửa là mình không để ý. Chào chị Trang. Mất chạy chị Trang rồi. Mọi người bảo chị Trang chào em cái mình Trang chạy luôn. Thôi thôi. Sao vậy? Sao mà chạy? Chị Trang chỉ chạy trên sân thôi. Đừng báo chào ngoài đây. Xem là mọi người bình luận gì. Anh đọc đi. Hi. Chào mọi người. Ô. Oh, oh. Chào ui, bạn gì kia? Tên Facebook không đọc luôn. Bạn đó là bác mê đột nhiên lắm. Đúng. Bạn tên tiếng Anh này nè. Bạn tên Marco. Muốn định đọc tên bạn là nhìn cái Facebook của bạn không biết đọc kiểu gì. Bạn ấy mê bạn duyên lắm. Thôi đi. Chả thế, bạn này nè, chứ còn gì nữa, idol nè. Chào các cô gái Việt Nam kìa. Chào các cô gái Việt Nam. Chào. Tiêu Dung chưa có người yêu đâu các bạn. Em chưa có người yêu nha mọi người. Chàng trai cũng chưa có người yêu nha. Chào Dung Nguyễn nha. Em vẫn chưa có ai. Em mới 93 thôi mọi người ạ. À. Em mới có nó xảo tắt đèn. Em mới có 28 tuổi thôi. Mang vầng chồng về cho mẹ. Mang chồng về cho mẹ. Sợ đấy lên TikTok một cười. Sợ lên. Anh không biết là bình thường mấy chị có hôm nó hay chửi ấy, nó cắt lên đăng lên TikTok đấy. À, anh dạ. Cứ mang tiền về cho mẹ đi. Hello Minh. Hương Giang. Hello Hương Giang nhá. Hello các bạn nhá. Hello các anh chị nhá. Anh chị em nhá. Bây giờ mình chỉ lợ mỗi mẹ, lợ mỗi bố mẹ. Lợ mỗi mẹ. Lợ cái gì? Lợ mỗi mẹ một anh chồng thôi. Anh nhau hôn em đi ạ. À? Chào chị Bảy. Anh nhau hôn em ơi. Mẹ em đang mong chồng quá rồi. Trời ơi, tắt đèn. Số cái điện kiểu gì vậy? Mẹ đạp cái gì điện. À thế à? Không, 28 thôi Hiền ơi. Làm gì đã 29. Nhìn già quá hả Hiền? Già quá hay sao ấy. Ui, có cả cái bạn gì Facebook tiếng Thái hay tiếng gì kia. Thái nhiều lắm anh ơi. Hôm trước lên cái trang báo Thái ấy. Thế là bao nhiêu người Thái các bạn? À, con ơi lạnh quá con ơi. Chào bạn Thái nhá. Nguyễn Thị Thùy Trang. Chào bạn cùng tên. Quá khó. Chào thầy Thành. Thầy rảnh thế cũng xem like cơ à. Man. Thế mọi người cầm chị áo đi xin chữ ký hay sao? Ừ. Em mọi người xin mấy cái, có mỗi 4 cái xin mất 3 cái. Trời nhưng mà mẹ cũng thế. Nhưng mọi người bảo là ai cũng xin chữ ký rồi. Ba bông kẹo ai mọi người xin chữ ký chưa biết ra đi xin kiểu gì đấy. Thì xin hết mà, em xin kỷ niệm mà. Em hốt chị nè, hốt luôn. Hốt luôn. Hốt luôn. Hốt luôn. Đây đây đây. Nè nè bạn này nè. Hôm nay bạn cái gì nhỉ? Marcus. Marcus cái gì kia? Martian. Bạn tên gì vậy? Muốn đọc tên bạn mà khó quá cơ. Ăn rồi bố. Thôi thôi. Mua thuốc rồi. Thuốc gì? Ông quên uống rồi. Con có ở đây không? Trẻ hả? Lắm. Hả? Chị mới trẻ mà. Đưa mẹ uống trước đi. Ủa con uống mà chưa? Cần cốc đúng không? Không cần cốc. Cái đấy nó có cả ngày mai luôn mà. Cần cốc. Cho anh đặt gạch. Cần đặt gạch số 5 của đội tuyển nhé. Ừ cần. Ôi dồi ôi, số 5 đội tuyển nhiều người đặt gạch lắm anh ơi. Tại gạch số 7 này. Chả có ai đặt gạch em cả, em buồn quá. Cứ là gạch số 5, số 7 có ai đặt không ạ? Số 5 có người yêu rồi nha mọi người. Ôi trời ơi, mình đang ấy cho các bạn. Thanh Nhã ơi. Không, anh dạ. Đâu, Yên ơi. Không phải, đâu. Thanh Nhã này của Nhã mình. Là Nguyễn Thanh Nhã. Thì, à em chào chị Sâm. Chị Sâm nào nhỉ? Chị Sâm. Chị Sâm bố lượng. Không, chị Sâm. Chị Sâm ở đội em ngày xưa. Không biết. Chị chưa ngủ rồi ạ? Nhỏ duyên này nó cứ ho ho hoài, có sợ có gì không trời. Ho hoài vậy. Mẹ đang mong rể mà toàn các em bảo em hốt chị lè. Khổ làm tâm ghê. Rồi lấy cái gì két. Đây. Két ra. Két ra. Ngọc Lâm là đứa đội. Nào cái thằng đội mình đây rồi. Ngọc. Đây Facebook của anh Ngọc đấy phải không? Vâng. Vâng, em chào thầy. Em chào thầy Thành. Càng chạy bước tiếp. Đừng nói càng thôi. Chúc mừng các chị nha. Cho em gặp lại chị duyên của em cái. Ok, cho em gặp thôi luôn để này. Đi. Cái gì mà? Anh nào ở đây vậy? Người ta là chị đàng hoàng chị, của anh. Chị cứ dông để đấy.
Ôi. Anh để cẩn thận nó rơi điện thoại. Cho gặp lại chị kìa, em. Anh hốt em luôn được không kìa? Ai đấy? Được anh ơi. Thằng Nguyên kìa, hốt luôn. Hốt luôn, trong... hốt luôn anh ơi. Chưa có người yêu. Trời ơi. Chị đã có. Mấy chị ơi, mấy chị quay đi chứ chỗ khác đi giùm cái. Ôi, nhân vật chính ở giữa chả phải để đấy. Thôi thôi thôi. Đây nhắm vào chính này bạn. Để đây đi. Bố cứ sợ chạy mất dép vậy. Đấy, để con xem này. Đấy. Ba bảy chào Tiết Dung nhé. 90 chào. 90 chào Kiên Giáp. Cái gì? 37. Kiên Giáp gì? Kiên Giáp nhé, đang đọc tên. 90 chào Kiên Giáp nhé. Ngân Thị Vạn Sự kìa. Ngân Thị Vạn Sự đây rồi. Đổi tiếng vào đây rồi. Chào 37 nhá. Ngân Thị Vạn Sự. Tóc bù ơi. Bù đi cũ rồi nha mấy vậy ơi. Con thèm ốc cà na. Vâng, em bọn em đã về được Việt Nam, chưa được về Việt Nam luôn, vẫn đang ở Ấn Độ thì làm sao đã về Hà Nam ạ? À? Tiết canh vịt chị yêu. Ok. Rảnh ghé quán ngã tư 168 Bình Lục nhá. Sự ơi, con lên đây đi, Sự ơi. Chúc mừng toàn đội đã giành được tấm vé dự World Cup nhé. Cảm ơn Hit Point. Thiên Sự lên đây coi. Sự ơi. Trường Camry kìa. Anh em 90 mạnh thế. Ui dồi ôi, anh em 90 mà. Ghê lắm anh ạ. Sự ơi. Quê chị em. Tiêu Dung xin kết đội. Thôi thì nói thế lại ngại chết. Chào Bụi và anh Dung. Làm sao dám vượt qua được Hot Girl Trần Thị Duyên. Ôi, và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Nguyễn Thanh Nhã ạ. Ôi thì đúng là cần gì. Quên chị em 90 đi. Quên chị em 90 mạnh thế. 90 mạnh lắm em ạ. Phòng nào để 1617. Nó ở tầng dưới cùng mà. Chị Dung đã hai chân như một. 1617 đi. Cảm ơn em Vinh. Cảm ơn em Vinh. Cảm ơn. Lại ngắt lời. Chào anh Vương. Phòng nào ạ? 1617. Thái kia anh chào Thái Lan đi. Cái gì nói tiếng xin chào Thái Lan nói nhỉ? Cái gì? Sao nó xin xin? Xin Mika, Mika gì đấy? Samika. Kapuka, bà nội. Kapuka. Kìa chào Duyên Dung và Trang. K29 nhá. Gì? Vương là ai không biết. Bu bịt mưa đúng không ạ? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đăng cây gì bu cũng qua. Trời đất ơi. Đăng qua. Chị Dung cho em mượn giấy ấy. Sao lại mượn giấy? Sao lại mượn giấy chứ? Đó con ho rồi không thở vô mặt mẹ đi. 70 chào các chị. 70 là thôi. Bảy mươi gần 71, 70 là 71 Bến Tre. Chào đồng chí Dung, chị Hưng kìa. 71 Bến Tre nha. 70 gần Bến Tre. Chào đồng chí Hưng. Chào anh Hiếu nha. Bụng nóng. Ôi vậy. Có thể nóng rồi. Không. Hôm nay thì nóng như bình thường, con nó toát mồ hôi, tóc là vẫn ngủ ngon. Chào Nguyễn Hoàng nha. Chưa chào con vợ yêu kìa. Rồi. Chào các con vợ nhá. Nghe chào. Bị đuôi rồi hả? 98 năm đích mà đúng không? 289 năm đích anh à? Kìa anh à, em Hưng HL đi K50 đây kìa. Đâu, chưa nhìn thấy tin nhắn đâu. À, huấn luyện K50. À, nhớ rồi, chào Hưng. Dạ này làm gì rồi? Giờ thèm gì mà mặn quá nhỉ. Sao lại quên được? Em nói tên là con nhớ mà tự, có cái là tự nhiên nhìn Facebook thì không chưa biết là ai thôi. Sao em nói là, em nói phát là biết nhớ rồi. Em bé Duyên của em xinh xỉu. Sự bảo em khiếp lên hẳn tầng trên. Em xin số 8 nha chị ơi. Kìa em xin số 8 nha chị ơi. Hết quần áo rồi em ạ. À. Thi đấu xong vắng hết đồ luôn. Số 8 bị nhiều người xin quá rồi em ơi. Bị cướp giật hết rồi. Sáu hai đâu vậy mấy bạn? Em làm bộ đội rồi chị kìa.
Kìa, chị Dung kết bạn chấp nhận em đi. Hey, 3K50 điển kinh huấn luyện chào chị Dung. Chào ba nhá, nhớ vẫn. Thằng trai đang xem kìa. Toàn thấy bạn học của mình ở đây. Vô vô vô. Phải xử vào. Đây, hóa ra bạn học của mình đều idol Trần Thị Hiên. Còn thì Hiên là idol lót lót. Em lười mà. Ôi, cứ công việc tốt là được rồi. Rồi lấy vợ. Ủa, Đình Thảo Nguyên là ai vậy? Chào vợ duyên nhé. Sao nhắn tin? Chào anh nhé, chào chồng em nhé. Đây, anh được.